Các trạm biến áp bị phá hoại ở bang Washington vài tuần sau vụ tấn công điện ở Bắc Carolina và cảnh báo của FBI. Sau khi hàng ngàn khách hàng ở quận Pierce, Washington bị ảnh hưởng vào chủ nhật khi bọn trộm phá hoại ba trạm biến áp. Sau đó điện đã bị cắt đối với nhiều ngôi nhà hơn sau khi một hoặc nhiều nghi phạm tiếp cận được trạm biến áp thứ tư, phá hoại thiết bị và gây ra hỏa hoạn, theo đến một bản cập nhật từ sở cảnh sát trưởng hạt Pierce. Cảnh sát cho biết Thiết bị bị hư hỏng đã cắt điện cho khoảng 14.000 khách hàng. Vài tuần sau vụ tấn công ở Bắc Carolina, khiến hàng nghìn người chìm trong bóng tối trong nhiều ngày giữa cảnh báo liên bang về các mối đe dọa cực đoan đối với cơ sở hạ tầng điện. Vụ phá hoại ngày Giáng sinh gần Ma đã đánh dấu nhiều sự cố như vậy. Hơn ở bang này, nơi hai cuộc tấn công vào tháng 11 nhằm vào các trạm biến áp PJSC Energy đã bị FBI điều tra. Các vụ phá hoại và cố ý gây thiệt hại đã được báo cáo vào tháng trước. Tại các trạm biến áp ở miền nam Washington và Oregon, không có nghi phạm nào bị giam giữ trong vụ án mới nhất ảnh hưởng đến Wyone Up và Graham, Washington, và không rõ liệu có bất kỳ động cơ nào hay đây là một cuộc tấn công có phối hợp vào hệ thống điện. Sở cảnh sát hạt Pierce cho biết hôm chủ nhật trong một tuyên bố. Bộ phận tờ của FBI đã biết về các báo cáo phá hoại, nhưng sẽ không xác nhận hoặc phủ nhận vai trò của nó trong bất kỳ cuộc điều tra nào. Đồng thời nói thêm, chúng tôi coi trọng các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. CNN vào chủ nhật, bản tin ngày 22 tháng 11 đã cảnh báo về các báo cáo về các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng điện bởi những người tán thành tư tưởng cực đoan có động cơ chủng tộc hoặc sắc tộc để tạo ra rối loạn dân sự và truyền cảm hứng cho bạo lực gia tăng. Theo cảnh báo được gửi đến ngành công nghiệp tư nhân, không có gì được thực hiện trong các sự cố kỳ nghỉ. Báo cáo đầu tiên về một vụ trộm tại trạm biến áp Tacoma Public Utilities được đưa ra lúc 5 giờ 26 phút sáng theo giờ Thái Bình Dương, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết. Các đại biểu đã đến hiện trường và thấy có người buộc phải vào khu vực có hàng rào. Theo tuyên bố của ông, không có gì bị lấy đi từ trạm biến áp, nhưng nghi phạm đã phá hoại thiết bị gây mất điện trong khu vực. Sau đó, một vụ trộm thứ hai đã được báo cáo tại một trạm biến áp khác của Tacoma Public Utilities với hành vi xâm nhập và làm hỏng thiết bị. Vào lúc 11 giờ 25 phút, chúng tôi được Bill South Energy thông báo rằng họ cũng bị mất điện vào sáng nay lúc 2 giờ 39 phút sáng. Các đại biểu hiện đang có mặt tại cơ sở này, nơi khu vực có hàng rào bị đột nhập và thiết bị bị phá hoại. Tuyên bố tiếp tục, bộ phận điều phối đã nhận được một cuộc gọi về một đám cháy tại một trạm biến áp khác vào lúc 7 giờ 21 phút chiều chủ nhật giờ địa phương. Sở cảnh sát trưởng cho biết, lính cứu hỏa và nhân viên của Music Sound Energy đã có mặt tại hiện trường và có thể dập tắt đám cháy, cũng như đảm bảo an toàn cho trạm biến áp. Các mối đe dọa lưới điện đã tăng lên. Các nhóm chống chính phủ trong hai năm qua đã sử dụng các diễn đàn trực tuyến để kêu gọi những người theo dõi tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả lưới điện. Họ đã đăng các tài liệu và thậm chí cả hướng dẫn phát thảo các lỗ hỏng và đề xuất sử dụng súng trường công suất cao. Các nhà điều tra thăm dò các cuộc tấn công vào tháng trước tại các trạm biến áp ở hạt Mô, bắc carolina nhắm vào hai chủ đề có thể xảy ra những kẻ cực đoan trên các diễn đàn trực tuyến khuyến khích các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và sự gián đoạn gần đây của các sự kiện lgbtq trên toàn quốc bởi những kẻ cực đoan trong nước các nguồn thực thi pháp luật cnn cảnh sát trưởng hạt mo ronnie fields cho biết vào thời điểm đó những kẻ tấn công biết chính xác những gì chúng đang làm kết quả là mất điện khiến khoảng 40.000 khách hàng phải tranh giành nhau khi nhiệt độ giảm với các trường học và doanh nghiệp buộc phải đóng cửa trong nhiều ngày trước khi có điện trở lại